Xin hưởng niềm vui trong đồng với những tràng pháo tay thật lớn thật dài của tất cả quý vị. Đó sẽ là những giai điệu âm nhạc yêu thương chúng ta sắp ngân vang tại gia đình nhà trai hát để chúc mừng hạnh phúc của Thiên Đường và Thanh Huy. Thiên Đường và Thanh Huy vẫn đang tiếp tục được chào đón, được quan tâm đặc biệt tới từ những người bạn thân thiết của mình, từ những bộ cánh bắt mắt với những trang phục lộng lẫy nhất, và chúng ta đã chuẩn bị để cùng trở về hưởng ứng chung vui và chúc mừng cho sự kiện này cũng chào năm đại lễ thành hôn của Thiên Đường và Thanh Huy chắc chắn rồi. Đó sẽ là những lời động viên chân thành sâu sắc nhất của những người bạn thân thương, những người bạn đã gắn bó cả gửi thơ với Thiên Đường. Ngày hôm nay Thiên Đường đã trưởng thành rồi, đã lột ra thất, đó là niềm vui rất lớn của gia đình nhà trai. Và gia đình nhà trai chúng tôi vẫn đang tiếp tục sang dòng vòng tay yêu thương của mình để cùng chào đón. Và các cô bác nhân dân tại khu phố Thanh Minh, phường Bảo Minh, thành phố Sầm Sơn. Và xin được chân thành kính mời tới tất cả quý vị, chúng ta cùng mạnh dạn trở vào bên trong khuôn viên khán phòng đại tiệc. Gia đình nhà trai cũng đã kết hợp với trung tâm tổ chức tiệc cưới hàng đầu của phường Quảng Vinh, hàng đầu của thành phố Sầm Sơn, cũng đã bài trí khán phòng vô cùng tuyệt vời. Đó chính là nhà già phường Nga. Vâng, thưa quý vị, và chắc chắn rồi, với những giai điệu âm nhạc yêu thương của tất cả mọi người thì sẽ được nhạc công Thằng Đần sẽ trợ giúp âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay với một cái tên nickname Facebook rất là dễ thương, Thằng Đần. Xin thì quý vị rất là điển trai, những cái tên rất là ý nghĩa. Và nhạc công của chúng tôi Thằng Đần thì đang quan sát những người bạn thân thiết của chú rể, đặc biệt là các bạn gái cũng trở về, và biết đâu được thì Thằng Đần nhạc công của chúng ta sẽ chọn được một dây một cô gái rất dễ thương. Thằng Đần chính là con trai của chủ nhà già phải không? Đối với quý vị như vậy thôi, nhạc công của chúng tôi được tuyển chọn từ tỉnh Thanh trở về và chắc chắn rồi. Với những giai điệu âm nhạc yêu thương của tất cả quý vị thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để công tôi những giai điệu âm nhạc chúng ta sẽ cùng tỏa sáng trong buổi sáng ngày hôm nay với ngày lễ đăng quang tình yêu của Thiên Đường và Thanh Huy chắc chắn rồi. Bà con có bác nhân dân tại phường Quảng Vinh, khu phố Thanh Minh thì chúng ta đang cùng trở về để cùng chứng kiến giây phút khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời. Khoảnh khắc mà Thiên Đường chính thức đón Thanh Huy trở về làm vợ, trở về làm dâu con Thảo Huyền của đại tộc họ Lê. Xin được trân trọng kính mời tới tất cả quý vị, chúng ta hãy sắp xếp thời gian công việc, cùng tạm gác công việc của mình lại đi ạ, cùng trở về với tư gia của gia đình nhà trai chúng tôi. Gia đình ông Lê Viết Vọng và bà Vũ Thị Hoàn tại khu phố Hồ Thanh Minh, phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn để cùng hưởng ứng, để cùng chung vui và cùng chúc mừng cho sự kiện này không chào năm đại lễ thành hôn của tân chức giải Thiên Đường sẽ dừng với tân cô dâu Thanh Huy. Xin được trân trọng thông báo và trân trọng kính mời tới tất cả quý vị. Những người thân chương trình cũng đã nhận được bản danh sách rất là dài. Cùng với đó là danh sách trao quà, danh sách các tiết mục giao lưu ca nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chắc chắn thời điểm nhận tiếp theo, bên cạnh khoảng thời gian khoảnh khắc đăng quang tình yêu của Thiên Đường và Thanh Huy thì hai bên vận chính sẽ gửi tới tất cả những người bạn nam nữ thanh niên, đó chính là khoảnh khắc tung hoa cưới. Và trân trọng kính mời tới các bạn nam nữ thanh niên, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị những điều kiện có thể nhất, đó chính là những chiếc vợt rất lớn, rất dài, rất to để chúng ta cùng đón nhận bó hoa hạnh phúc mà chú rể và cô dâu sẽ cùng tâm hoa trong buổi sáng ngày hôm nay.
xin được thông báo tới tất cả các bạn.